Thưa quý khán giả, chào bà con. Những ngày đầu năm mới, Sơn Hiền, Quỳnh Loan rất vui được đồng hành cùng bà con trong bản tin 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát hàng ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Mong nhận được sự quan tâm, nhiệt thành của bà con trong suốt năm 2019 này. Còn chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin gì đáng xem? Mời bà con cùng điểm qua. Nông dân Đồng Tháp làm giàu với nghề trồng qua sứ ghép nhờ biết cách sáng tạo hơn người. Còn bà con ở Long An, Tết này giàu nước chách đổ tường, ăn Tết lớn nhờ con tôm. Học sinh chế tạo chế phẩm phòng trừ tuyến trùng từ thực vật cho cây cà phê. Thành tỷ phú từ trồng cây phúc bồn tử, câu chuyện của chàng thanh niên rất trẻ trải qua nhiều biến cố thăng trầm. Thưa bà con, trong chương trình trước thì chúng tôi đã chia vui đến với bà con nuôi tôm ở Bạc Liêu. Tết này sung túc vui tươi nhờ thắng đạm vụ. Cũng với con tôm, nhưng mà nông dân ở Long An thì như thế nào? Quả tình là chúng tôi rất là lo lắng. Vì những vụ trước thì bà con ở vùng hạ Cần Đước, Cần Giuộc, Long An thường xuyên bị mất mùa, dịch bệnh triền miên. Mất mùa, dịch bệnh, đó là vì mấy mùa trước bà con nuôi tôm kiểu truyền thống. Nhưng nay thì khác. Khi người nuôi từng bước chuyển sang nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao, chuyển sang sử dụng máy cho ăn, quạt nước, máy thở oxy đáy và xử lý ao nuôi, ao lắng, tôm ít nhiễm bệnh, năng suất cao gấp 10 lần so với nuôi theo kiểu truyền thống. Với 2 hectare nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng mới, một nông dân thả nuôi 2 vụ một năm, bán với giá từ 120.000 đến 150.000 đồng một ký, sau khi trừ các khoản chi phí, cầm chắc số tiền trên 1 tỷ đồng. Thưa bà con, Sơn Hiền nghĩ ai cũng sẽ công nhận việc áp dụng công nghệ cao hiện nay trong sản xuất nông nghiệp, nhất là trồng rau, luôn đem lại hiệu quả cao và năng suất tốt. Nhưng mà sẽ chẳng là điều đặc biệt nếu rau được trồng là loại rau cải hay rau mầm. Nói thôi thì bà con sẽ không tin đâu Sơn Hiền, khi mà loại rau dại này thì mọc ở rất là nhiều nơi. Nhiều người còn thấy phiền phức, nhổ bỏ, vậy mà đã mang vào trồng trong nhà kính lại giúp kiếm được bộn tiền. Và chúng tôi tạm gọi đây là mô hình làm giàu khác người. Ban đầu, ông đầu tư vốn làm nhà kính để trồng dưa lưới công nghệ cao. Nhưng nghĩ ra cách trồng rau càng cua, ông bèn tận dụng giá thể trồng dưa lưới để trồng loại rau dại này. Càng cua là loại rau ưa độ ẩm, vì thế để chuyên nghiệp quá việc trồng rau dại này, ông đã chịu đầu tư cả hệ thống tưới tự động công nghệ Israel. Hiện ông Thọ đã có 1.000 m2 nhà kính chỉ chuyên trồng rau càng cua. Để trồng rau càng cua diện tích lớn, ông Thọ phải đi thu gom hạt rau và gieo thành cây con. Cây con từ khi mang ra trồng cho tới khi được thu hoạch là 60 ngày. Như vậy, cứ sau 2 tháng thu một lứa rau càng cua với sản lượng trên dưới 2 tấn, bán sỉ với giá dao động từ 20 đến 30 ngàn đồng một ký. 20 đến 30 ngàn đồng để đổi lại bó rau sạch, giá trị dinh dưỡng cao, chế biến được nhiều món ăn. Tôi chắc là ai cũng sẽ sẵn sàng bỏ ra số tiền này để mua và sử dụng. Bởi vì hiện nay những nông sản nào đáp ứng nhu cầu sức khỏe lại được coi trọng hơn hết. Theo dự đoán thì giá tiền đó sẽ tăng cao vì nhu cầu về loại rau này hiện nay rất lớn khi mà sản phẩm của ông Thọ không đủ cung cấp trong nhà hàng. Như vậy, đầu ra của sản phẩm đã ổn. Mô hình này cốt giới thiệu để khẳng định với bà con của mình không cần phải tìm nguồn giống mới lạ, độc đáo ở đâu xa. Chỉ cần biết cách sắp xếp sản xuất thì loài rau dại cũng được khoác một bộ áo lông lộng lẫy và tự tin đứng vững trên thị trường. Thưa bà con, tình trạng đất trống, đất bỏ hoang ở các đô thị và thành phố lớn xảy ra phổ biến ở nhiều nơi. Việc này vừa làm mất vẻ mỹ quan, lại vừa lãng phí tài nguyên đất. Thế nhưng tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, những bãi đất trống, đất bỏ hoang như thế đã dần dần được thay thế bằng những khu vườn trồng hoa bạt ngàn, vừa tạo nên vẻ đẹp, vừa không lãng phí tài nguyên đất, lại giúp cho nhiều người có thêm được thu nhập. Đây là những cánh đồng hoa bạt ngàn giữa khu C, khu công nghiệp Sa Đéc. Những năm trước là những bãi đất trống, giờ được nông dân thuê lại để trồng hoa. Từ những vùng đất trống bỏ hoang nhiều năm, giờ đã trở thành những vườn hoa bạt ngàn, không chỉ sản xuất trong vụ Tết, mà các khu đất này được người dân trồng hoa quanh năm, nên sẽ góp phần tạo không gian xanh cho khu công nghiệp. Giờ đâu đâu cũng thấy hoa là hoa. Việc biến những bãi đất trống thành những vườn hoa không chỉ tạo thêm mảng xanh cho đô thị, gia tăng sản lượng hoa cung ứng cho thị trường, mà còn giúp cho nhiều bà con nông dân không có đất sản xuất, có thêm được cơ hội để phát triển kinh tế, đồng thời tạo thêm việc làm cho hàng trăm lao động địa phương từ việc sản xuất hoa. Đây còn được xem là cách giải quyết việc làm hiệu quả cần nhân rộng ở nhiều địa phương.
Thưa bà con, không chỉ trồng hoa không thôi đâu, thời hội nhập rất cần những nông dân biết vận dụng bàn tay, khối óc tạo nên những sản phẩm độc đáo. Từ loài cây dễ chăm sóc, nhiều người yêu thích nhờ vẻ đẹp và mùi hương dịu nhẹ. Loài hoa được mệnh danh là hoa hồng sa mạc này thì được nhà vườn ở Đồng Tháp tạo nên một sắc màu mới, để từ đó giá trị cũng tăng phần hấp dẫn. Anh Nguyễn Quốc Hiển, chủ vườn sứ An Viên tại phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc cho biết, mỗi năm anh cung ứng cho thị trường cả nước khoảng 11.000 chậu hoa sứ. Chỉ tính riêng trong dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi, anh đã bán sạch vườn hơn 3.000 chậu sứ ghép. Những cây nhỏ được các thương lái thu mua với giá từ 60 đến 70 ngàn đồng, còn những cây lớn hơn có giá lên đến 150 ngàn đồng, cao gấp 2 đến 3 lần so với những cây sứ thông thường. Qua mấy năm lai tạo, hiện vườn của anh đã có hơn 40 chủng loại sứ với nhiều màu như đỏ, vàng, tím, trắng, có loại hoa có từ 15 đến 20 cánh. Với sự đa dạng từ sự lai tạo, vườn sứ sớm tạo được thương hiệu và được thương lái khắp nơi tìm đến. Hiện tại anh Hiển sở hữu nhiều tác phẩm sứ có bộ rễ và hình dáng đẹp mắt. Cũng đam mê chủng loại sứ, từ nhiều năm nay anh Trần Duy Phong được nhiều người biết đến với việc nuôi dưỡng hàng chục ngàn cây sứ chân dài độc đáo. Hiện trong vườn của anh đã có 25 loại sứ, đa số các giống đều có nguồn gốc từ Thái Lan và Đài Loan, được anh Phong ghép thành công với sứ bản địa. Có những cây giá trị lên đến vài chục triệu đồng, nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra để săn đón. Những tác phẩm đẹp thì lúc nào người ta cũng săn đón, mua bán, giá cả thì có khi cao ngất ngưỡng, không thể tưởng tượng được. Mỗi chậu hoa sứ thành phẩm chứa đựng biết bao sự chăm chút, khéo léo và tâm huyết của người nông dân. Với những tín hiệu vui từ thị trường tiêu thụ, những nhà vườn trồng sứ tại đây không ngừng tìm tòi, nỗ lực tạo ra thêm nhiều giống sứ mới với dáng thế và hoa độc lạ. Còn với xứ sở sương mù, ngoài nhiều giống hoa độc đáo mang nét đẹp hiện đại thì còn có những đặc sản hấp dẫn thường được du khách mua về làm quà cho người thân. Thế nhưng thời gian này đã và đang bị làm giả, làm nhái, nhập nhèm nguồn gốc. Thực tế này không chỉ khiến người tiêu dùng thiệt hại mà còn ảnh hưởng đến doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, đến uy tín, thương hiệu chung của đặc sản Đà Lạt. Vậy làm sao để giữ vững thương hiệu này? Lâm Đồng đã đưa ra những gì? Mời bà con cùng theo dõi. Hiện nay, một trong những mục tiêu chiến lược của tỉnh Lâm Đồng là phấn đấu đưa Đà Lạt trở thành thành phố du lịch văn minh. Chính vì vậy, việc truy xuất nguồn gốc hàng đặc sản Đà Lạt thông qua mã số, mã vạch là hết sức cần thiết. Có thể nói, với đặc sản Đà Lạt, mã số, mã vạch không chỉ bảo vệ, tăng tính cạnh tranh cho thương hiệu, mà còn chống gian lận thương mại, loại bỏ được hàng giả mạo, mà còn góp phần nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm trong sản xuất, chế biến và kinh doanh hàng đặc sản Đà Lạt. Được biết, Sở Công Thương Lâm Đồng cũng đã xây dựng và trình dự thảo đề án xây dựng cơ sở dữ liệu ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý truy xuất nguồn gốc các mặt hàng đặc sản Đà Lạt. Nếu nói loại nông sản gấp mặt vào thị trường thế giới sớm nhất thì không thể bỏ qua cà phê. Hiện nay nước ta đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu loại nông sản này. Nhưng có tới 90% cà phê Việt Nam là xuất khẩu thô, nên thương hiệu của cà phê thực sự vẫn chưa có trên bản đồ thế giới. Trong khi đó, thì ở thị trường trong nước, người tiêu dùng phải đối mặt hàng ngày với cà phê trộn phụ gia, uống ly cà phê nhưng không phải chỉ là cà phê nguyên chất. Bởi vì giá trị thực sự của hạt cà phê mang lại cho chính người trồng vẫn chưa cao, cho nên nhiều bất cập đã xảy ra. Vậy, giải quyết những vấn đề bức xúc đó chỉ còn cách làm thế nào để nâng cao được giá trị của hạt cà phê. Tỉnh Đắk Lắk, nơi có diện tích lớn nhất nước, đang tập trung nhiều giải pháp cho năm mới này. Giá bán thấp, mặc dù năng suất sản lượng cao, khiến cho người trồng cà phê lâu năm muốn buông bỏ. Thực tế, Đắk Lắk có diện tích cà phê lớn nhất nước, thế nhưng chỉ 10% được sản xuất tập trung thành vùng chuyên canh. 90% diện tích tập trung tại các nông hộ, phương thức sản xuất manh mún nhỏ lẻ. Và cũng do biến đổi khí hậu, phần lớn diện tích cà phê đã già cỗi, năng suất sản lượng đạt thấp. Buông bỏ là điều rất khó khăn, nhưng cải tạo trồng theo cách khác chắc chắn bà con sẽ đồng tình thực hiện. Như vườn cà phê này được sản xuất theo hướng bền vững, không sử dụng quá chất trong khâu trồng, chăm sóc. Doanh nghiệp kết hợp với hộ dân để tạo thành các chuỗi khép kín từ vùng trồng đến tay người tiêu dùng. Cách làm này ngày càng được áp dụng rộng rãi hơn tại các vùng trọng điểm cà phê của Đắk Lắk, vừa giúp cải thiện chất lượng cà phê tại vườn, vừa nâng cao tỷ lệ chế biến tạo thành thương phẩm, nâng cao giá trị hạt cà phê. Đặc biệt hiện nay, nhiều doanh nghiệp ở Đắk Lắk đã quan tâm liên kết với nông dân sản xuất cà phê đặc sản. Loại cà phê chỉ chiếm khoảng 2% trên thị trường cà phê thế giới.
thay đổi chỉ sợ không có ai đi đầu hướng dẫn kỹ thuật. Thế nhưng đã có mô hình trồng thành công mang lại thu nhập cao thì không có cớ gì mà bà con ở đây không áp dụng. Nếu sản xuất đồng bộ, cà phê Việt sẽ rộng đường ra thế giới khi xây dựng được thương hiệu cà phê mạnh. Cà phê già cỗi, nhiễm bệnh là nỗi lo lắng của bà con nhà vườn. Nếu già cỗi thì còn tìm cách cải tạo, nhưng nếu mang bệnh thì cần phải giải quyết bằng các loại thuốc phòng trừ. Thế nhưng trong thời buổi làm nông hướng đến thân thiện môi trường thì người dân rất e dè với các loại thuốc hóa học. Từ thực tiễn canh tác cà phê tại địa phương Di Linh, hai bạn học sinh Lê Thị Thanh Vân và Mai Hoàng Phương, trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, huyện Di Linh đã nghiên cứu và chế tạo thành công chế phẩm BSAC phòng trừ tuyến trùng hại cây cà phê từ nguồn nguyên liệu thực vật. Đề tài đã đạt được giải ba cấp quốc gia tại cuộc thi khoa học kỹ thuật 2018. Chế phẩm BSAC được tạo ra từ nguồn nguyên liệu thực vật như hạt củ đậu, tro và một số chất phụ gia an toàn khác sẵn có tại địa phương. Chế phẩm BSAC khi được hai bạn học sinh nghiên cứu và chế tạo thành công có hai dạng, dạng bột và dạng lỏng với công dụng như nhau. Sau khi thử nghiệm trực tiếp trên cây cà phê bị tuyến trùng, kết quả mang lại đúng như mong đợi. Tuy nhiên, với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, hai bạn học sinh Vân và Phương kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển chế phẩm này với công dụng diệt trừ nhiều loại sâu bệnh hơn chứ không dừng lại ở tuyến trùng. Nhà em có vườn cà phê và vườn cà phê của em cũng bị bệnh tuyến trùng và khi đó thì ba mẹ em rất là lo lắng và từ đó thì em muốn giúp ba mẹ em và em cũng thích ôn sinh học nên là em cũng muốn nghiên cứu. Để là em sử dụng nguồn nguyên liệu từ địa phương đó là hạt củ đậu và sử dụng cho chấu để phối hợp lại với nhau tạo thành một chế phẩm sinh học để diệt được tuyến trùng hại cây cà phê để từ đó làm tăng năng suất cà phê, giảm được nhiều chi phí khi sử dụng thuốc hóa học và các tác dụng phụ của thuốc hóa học ảnh hưởng đến môi trường và con người. Sản phẩm thì vẫn còn có những cái hạn chế là chỉ diệt được tuyến trùng trên cây cà phê thôi, chứ không diệt được nhiều loại sâu bệnh khác và cũng chưa diệt được những loại trên những cây khác. Cho nên chúng em có cái hướng phát triển là trong tương lai sẽ phát triển sản phẩm thành một cái chế phẩm có thể diệt được nhiều loại sâu bệnh trên cây cà phê và trên những cây trồng khác nữa. Đây là một trong số nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có khả năng ứng dụng cao vào thực tiễn sản xuất, canh tác nông nghiệp ở địa phương bằng những kiến thức các em đã học được trên ghế nhà trường. Mong rằng với sự sáng tạo, yêu thích nghiên cứu khoa học của các em học sinh, Lâm Đồng sẽ có nhiều nhà khoa học nhí với các đề tài hữu ích đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 25 tuổi, chàng thanh niên trẻ là thầy giáo dạy hóa sinh này đến vùng trồng rau huyện Đức Trọng, Lâm Đồng làm thuê kiếm sống. Trải qua hầu hết những việc vất vả, nặng nhọc như bốc xếp, cày cuốc, bón phân, anh đã phát triển thành quy mô trang trại thế này. Những năm 2000-2001, công ty Agropark di thực cây phúc bồn tử từ Pháp sang các xã Đạ Ròn và Tu Tra thuộc huyện Đơn Dương, giáp ranh với thành phố Đà Lạt. Quân được tuyển vào làm công nhân trồng, chăm sóc phúc bồn tử. Từ những cây phúc bồn tử mua thanh lý, vậy mà giờ đây anh Huỳnh Trung Quân đã mở ra triển vọng làm giàu từ loài cây có nguồn gốc hoang dại này. Với mức giá từ 150 đến 300 ngàn đồng một cây, ước tính thu lãi cả tỷ đồng một hecta một năm. Trang trại phúc bồn tử này còn giải quyết việc làm cho hơn 10 lao động tại địa phương. Tức là năm qua năm á, mình đang có một phòng cây mô phúc bồn tử và giống này mình chủ động trong phòng mô của mình. Và qua chọn lựa những cây đẹp rồi tự nhân cây mô và nay đã thành công. Thì cái liên kết với dân, cái định hướng của mình là sẽ cung cấp giống cho dân và thu lại cái tiền giống đó bằng cái giá trị của quả. Sản phẩm hiện tại ở trang trại phúc bồn tử này rất đa dạng. Ngoài bán quả tươi, anh Quân còn dùng phúc bồn tử chế biến thành nước cốt, rượu, các sản phẩm làm đẹp. Nhãn hiệu phúc bồn tử đã có mặt tại nhiều siêu thị, nhà hàng, khách sạn hạng sang tại các thành phố lớn trong nước. Và để đáp ứng nhu cầu của thị trường về loại quả mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe này, anh Quân đã tiến hành mở rộng liên kết với các hộ dân trồng phúc bồn tử trên địa bàn. Cùng chia vui khi tại trang trại phúc bồn tử, Huỳnh Trung Quân hiện đã cấy mô thành công các giống phúc bồn tử, làm tiền đề cho sự mở rộng liên kết với nông dân trong năm 2019. Nội dung này cũng kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn bà con và quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.